em thì xong trận đấu về thì tụi em cũng suy nghĩ rất là nhiều. Mấy cái hành động đó thì tụi em hoàn toàn là sai. Và tụi em sẽ nhận cái lỗi đó. Và em cũng nhận thức được là em là đội trưởng mà không hiểu chuyện như không đông đúc anh em được trong cái thời điểm đó. Thì Quang Anh có nhận xét gì về trọng tài đã thổi còi trận đấu đó? Thì tình huống đó thì anh Thư thì là anh hỏi anh thì nói như là huống nhận định của anh thì em thì bao nhiêu người ở ngoài thì ai cũng thấy cái tình huống đó nó không rõ ràng quá đi. Cái tình huống nào rõ ràng thì tụi em hết sức là chấp nhận, thì anh hỏi thì tụi em phải chịu thôi. Và tụi em lúc đó thì tụi em nén từ mấy trận trước đó rồi, đội em trận nào cũng có hoạt đời, thì cũng giống như bức xúc quá thì phản ứng lại vậy thôi. Thì mong các chú các bác thì xem xét lại và đưa ra một quyết án phạt cho câu lạc bộ và toàn thể đội bóng như thế nào cho nó phù hợp. Lúc này chắc là thủ môn Minh Nhật là cái người mà đang nặng nề nhất trong đội ấy, thì anh em trong đội chia sẻ Minh Nhật hay động viên hay làm sao để Nhật có thể dạ qua. Thì cái lỗi đó thì tập thể đội bóng mà cần một cái tập thể, chứ mình đâu có trách được một cá nhân nào được. Và anh em cũng rất là đoàn kết và động viên để vượt qua cái khó khăn này, và cũng giống như xem đây một cái bài học rất là lớn đối với cuộc đời của cầu thủ. Câu cuối thì thay mặt đội bóng và toàn thể anh em trong cầu thủ trong đội bóng thì em xin chân thành và xin lỗi khán giả, cổ động viên, thứ nhất là cổ động viên Long An, thứ nhất là sau đó là cổ động viên bóng đá Việt Nam toàn quốc. Em xin thay mặt toàn đội xin lỗi bóng đá cả nước và khán giả một lời xin lỗi rất là chân thành đối với